Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Olivia Germany nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình nè. Và hôm nay mình xin mời tất cả mọi người đang theo dõi kênh của mình cùng với mình đi ra cái khu phố nơi mà mình đang sinh sống ở đây để tham quan một cái chợ trời ha. Thì cái chợ này nó được họp vào Chủ nhật hàng tháng. Mà do mọi người biết không, do cái dịch corona đó nên là cái chợ này nó hoãn tới nay cũng gần 2 năm rồi đó mọi người. Thì bây giờ cái tình hình dịch ở bên Đức nó đang giảm rất là nhiều, nên là người ta bắt đầu sẽ họp chợ lại ha. Thì nhân cái dịp này mình mời tất cả mọi người theo dõi kênh của mình ha, cùng với mình đi ra khu phố này để khám phá cái chợ trời này ha, xem thử là cái nét văn hóa của người Đức trong lúc họp chợ, người ta buôn bán ra sao và có cái nét gì đặc biệt ha so với bên Việt Nam của mình trong lúc họp chợ. Và bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng với mình đi ra phố nha. Mia đi chợ. Đây nè. Cái chợ nó ở chỗ đây nha. Bắt đầu em Mia. Đây nè, phía trước mặt mẹ. Hả? Ở trước mặt nè, trước mặt mẹ nè, ngay chỗ quán kem nè. Đây là cái khu phố ngay chỗ của nhà mình ở luôn ha mọi người. Bình thường á thì Chủ nhật á tất cả các quán xá đồ đóng cửa hết ha, ngoại trừ nhà hàng rồi thôi, nhưng mà hôm nay vì có họp chợ nên là tất cả các quán đều mở cửa hết. Mama, dạ không có khi là phải mày rồi. Dạ hồi tới smart plus it's vegan. Trời ơi cái quán kem nó đông, mọi người coi cái quán kem hôm nay này rất là đông luôn ha, mọi người xếp hàng dài luôn để đi mua kem. Vì thỉnh thoảng mới có họp chợ nên là tất cả những cái người dân, những cái người mà ở gần đây á, những người ở các vùng quê lân cận á, họ đổ về đây rất là nhiều để đi dạo ha, đi tham quan hay đơn giản là gặp nhau trò chuyện đông nè, quá, uống cà phê ăn kem ha. Đây là cái đường chính ở ngay chỗ cái khu phố của mình ha. Thì mình bây giờ mình đang ở giữa cái đoạn đường, nó được chia ra một hai bên để nó bán hàng á mọi người. Nó lập chợ ha. Bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên trái này. Và mọi người nhìn thấy không? Mọi người tụ tập ở đây rất là đông, đi dạo, đi mua sắm. Đây là cái gian hàng bán túi xách ha. Từ để vào coi thử có gì hay không. Đây, bây giờ tới cái gian hàng bán tức bán khăn choàng. Làm cái chỗ để treo đồ lên luôn mọi người. Đây nha. Cái hàng này là bán mền, gối, mền, gì cũng có bán hết luôn. Rồi bên này thì bán giày dép các loại luôn. Oh, yeah.
So với 2 năm trước thì bây giờ những cái gian hàng ở đây nó khá là thưa và ít ha. Chắc là do mới họp chợ lại sau một thời gian dài nghỉ á, nên là có nhiều người buôn, có nhiều cái gian hàng nó chưa có tới đây để họp chợ lại ha. Nên là cái đường này nhìn rất là trống, chứ mấy năm trước là người ta dọn hàng ra ở đây rất là kín luôn ha. Có bán xe máy ha, xe máy. Không có tiền, không có tiền mua đâu. Đây cái shop này cũng dập cửa luôn nha. Có mang xe đạp với lại xe máy ra mình bán. Đây mùa hè đó, mùa hè thì sẽ có nhiều người sẽ tới đi mua xe. Xe đạp điện nè mọi người. Đấy. Cái này là xe đạp điện, Mia này cái xe đạp này đúng không? Có xe đạp điện luôn. Cái xe đỏ này giống xe của bà ngoại bên Việt Nam nè. Rồi trong đây bán cái gì đây? Đây là các loại đèn để sơn hương đó mọi người. Thắp lên như vậy cái mình cho các hương liệu vào ha, nó sẽ tỏa hương thơm ra khắp nhà ha. Có nhiều màu, nhiều mùi. Rất là thích luôn, nhìn rất là đẹp luôn nè. Bên đây thì bán khăn, để lau, bếp rồi ha. Khăn lau bụi. Đây thì mình chỉ đi tham quan cho vui thôi mọi người, tại vì cái size đồ ở đây lớn lắm nên là không có size cho mình đâu. Đồ lớn lắm. Đồ không có cái đồ nào vừa cho mình. Còn mọi người bên này bán cái gì vậy? Thơm quá. Đây có bán thức ăn nhanh. Cái tiệm này nó có bán bánh mì kẹp với xúc xích nướng rất là ngon luôn đó mọi người. Ăn ghiền luôn ha. Giờ mình ghé vô mình mua mấy cái để tí nữa về nhà ăn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngược về phía bên kia ha. Bên này mình đã đi ngang qua rồi thì bây giờ mình sẽ dòng mình đi lên cái hướng ở trên kia. Cái trên kia chưa có lên. Ở trên đó có tụ tập một hội đồ rất là vui ở trên đó ha. Cái quầy này hồi nãy nè.
Một tấm như vậy là tầm 80 euro ha, thì tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu tiền Việt Nam của mình á. Thế nào? Và theo như mình thấy thì đa số mọi người đổ về đây là chủ yếu đi dạo ha, gặp nhau trò chuyện đồi, uống bia uống cà phê rồi thôi, chứ còn mua sắm thì cũng ít lắm. Mà thấy các gian hàng mà bán đồ đây cũng rất là ít, thưa thớt ha. Thấy có nơi giá thì không giống như mấy năm là nó dày đặc luôn. Đông luôn. Gì không? Trên này mọi người tụ tập rất là đông vui luôn ha. Mọi người xem ở bên đường á, có rất là nhiều cái quán ha, như quán cà phê, cái quán ăn nhanh á. Mọi người tụ tập ở đây để uống bia ha, để trò chuyện. Và người Đức người ta rất là thích đi bộ mọi người. Trong những cái video clip của mình thì mọi người thấy là ha, người ta rất là thích cùng nhau đi bộ vậy đó. Và giờ mình xin tạm dừng cái video của mình ở đây ha. Tại vì đi với bé, bây giờ bé cũng đã hết kiên nhẫn rồi, nên là mình xin tạm dừng và đưa bé đi về ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, đã theo dõi hết cái video của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong video clip sau nha.